Chuyên gia người Anh nói điều bất ngờ về huấn luyện viên Cruyff khiến cả Đông Nam Á bật ngửa. Theo huấn luyện viên Steve W, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam không cần lo lắng khi huấn luyện viên Philip Cruyff thay Park Hang Seo. Ông Cruyff sẽ là huấn luyện viên ngoại thứ 10 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Trong 9 huấn luyện viên ngoại trước đây, không có ai được bổ nhiệm ở tuổi trên 60. Tuổi trung bình của 9 người này ở thời điểm bắt đầu dẫn dắt Việt Nam cũng chỉ là 52. Còn ông Cruyff có thể sẽ ký hợp đồng với VFF ở tuổi 68 sau kinh nghiệm 40 năm huấn luyện. Ông Derby chia sẻ với truyền thông khi VFF và huấn luyện viên Philip Chouzer chuẩn bị ký kết hợp đồng. Tuổi tác không liên quan bởi ông ấy huấn luyện chứ không chơi bóng. Tuổi tác, quốc tịch và tôn giáo với tôi đều không cần tính toán. Chất lượng của huấn luyện viên mới quan trọng. Dĩ nhiên tôi hơi thiên vị vì ông ấy cũng tầm tuổi tôi. Hơn 20 năm trước, huấn luyện viên Chouzer gây tiếng vang khi giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup năm 2000. Tại World Cup năm 2002, khi Nhật Bản làm đồng chủ nhà, ông đưa đội vượt qua vòng bảng chỉ dừng bước trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8. Ông Derby nói thêm, "Chroser có kinh nghiệm tuyệt vời ở đẳng cấp cao nhất và quan trọng hơn là ông ấy đã trải nghiệm văn hóa bóng đá tại Việt Nam." Huấn luyện viên Derby sinh năm 1955 ở Liverpool, anh từng dẫn dắt các đội tuyển như là Bahrain, Thái Lan, Lào và nữ Việt Nam, cũng như các câu lạc bộ hàng đầu Malaysia, Singapore hay Ấn Độ. Theo ông Chroser có triết lý chơi bóng chặt chẽ, hơn những gì Việt Nam thể hiện dưới thời Bắc Hàng seo Huấn luyện viên người Anh nói thêm: Nhưng đội bóng cần nên tảng thể lực và sự tập trung mức cao mới đáp ứng được lối chơi này. Huấn luyện viên Truzer sinh ra Paris Pháp năm 1955 đã làm việc 11 quốc gia và 7 đội tuyển. Nếu được VFF bổ nhiệm, ông sẽ là huấn luyện viên tuyển Việt Nam đầu tiên từng dẫn một đội dự World Cup. Nhận xét về Truzer, chuyên gia bóng đá người Anh Roshan Rai nói: Vài năm qua chưa dẫn dắt đội bóng đá nào ở cấp độ lớn nhưng ông ấy giàu kinh nghiệm. Chu Dơ hiểu cầu thủ Việt Nam cũng như thầy Park và biết rõ thế hệ cầu thủ trẻ mới của đội vì từng làm việc ở PVF và U19 Việt Nam. Ông Chu Dơ từng làm giám đốc học viện bóng đá PVF năm 2018 rồi dẫn đội U19 Việt Nam sau một năm. Ông đưa đội tới vòng chung kết U19 châu Á năm 2020 nhưng giải bị hủy vì dịch Covid-19. Kể từ khi chia tay U19 Việt Nam năm 2021, Chua Giờ vẫn chưa dẫn đội nào khác. Huấn luyện viên Philip Chuser đã đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sau khi ông Park hết hợp đồng vào cuối tháng 1 năm 2023. Trong một năm tới, huấn luyện viên 68 tuổi dự kiến cùng Việt Nam dự SEA Games 32, ASEAN, vòng loại World Cup 2026 và vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau một năm nhiều nụ cười, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tràn trề hy vọng năm quý mão sẽ là lúc môn thể thao vua của nước nhà bứt phá và thành công hơn nữa. Dù không trọn vẹn nhưng năm nhâm dần 2022, bóng đá Việt Nam vẫn gặt hái rất nhiều thành công để người hâm mộ tiếp tục hy vọng mọi chuyện tốt hơn trong thời gian tới. Bước vào năm quý mão 2023, bóng đá Việt Nam cũng tiếp tục bận rộn với nhiều giải đấu, trọng điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, tuyển nữ hay các cầu thủ trẻ. Cụ thể trong năm nay, tuyển Việt Nam cùng huấn luyện viên Chuzer sẽ tham dự Asian Cup được tổ chức tại Qatar, chưa xác định thời gian. Sau đó bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Bên cạnh tuyển Việt Nam, các cầu thủ U23 bước vào chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 32 vào tháng 5, kế tiếp với ASEAN 19 được tổ chức tại Trung Quốc. Các cầu thủ trẻ U20 và U17 cũng tranh tài ở vòng chung kết châu Á lần lượt vào tháng 3 và tháng 5 tại Uzbekistan, Thái Lan. Dù vậy, tâm điểm của năm 2023 lại là tuyển nữ Việt Nam khi tranh tài tại vòng chung kết World Cup diễn ra ở New Zealand và Australia ngoài ra thầy trò huấn luyện viên mai đức trung cũng còn mục tiêu ở sea games hay là asean nhìn kế hoạch hoạt động thi đấu của bóng đá việt nam năm quý mão thực sự bận rộn nhưng cũng đẩy mộng mơ cho các đội tuyển trong những giải đấu tới với tuyển nữ việt nam dù không dễ vượt qua vòng bảng nhưng người hâm mộ chắc chắn vẫn đồng hành cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên mai đức trung ở lần đầu tiên tham dự world cup đối với đội tuyển việt nam việc huấn luyện viên park hang seo để lại di sản thành tích là áp lực lớn cho người kế nhiệm Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tiếp tục tin tưởng những chiến binh sao vàng có thể tiến xa nhất ở Asian Cup hay vòng loại World Cup 2022. Niềm tin này càng có cơ sở khi tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tài năng, giàu kinh nghiệm như ông Philip Chuzer, người được coi là đẳng cấp nhất từ trước đến nay mà bóng đá Việt Nam có. Luồng gió mới từ chiến thuật, con người chắc chắn sẽ được thổi vào tuyển Việt Nam Vốn cần thay đổi sau vài năm thành công rực rỡ dưới thở huấn luyện viên Park Hang-seo là điều mà người hâm mộ mong chờ trong năm nay. Với các cầu thủ trẻ, ngoài thành công ở sân chơi châu lục, người hâm mộ cũng hy vọng tất cả trưởng thành để bước lên chuyên nghiệp cũng như bổ sung cho tuyển Việt Nam vào năm tới. Nhiều thành công ở năm nhâm dần chắc chắn là niềm cảm hứng giúp bóng đá Việt Nam bay cao hơn trong năm quý mão này. Hy vọng là như vậy. Thử thách sau kỷ nguyên của huấn luyện viên Park Hang-seo Đội tuyển Việt Nam đã đi hết chu kỳ thành công kéo dài 5 năm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Giờ là lúc bóng đá Việt Nam ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển cần nhìn nhận lại, đánh giá những điểm mạnh yếu để kiến tạo nên giai đoạn thành công mới, vốn thách thức và khó khăn hơn nhiều. Thất bại ở chung kết AFF Cup năm 2022 khiến cuộc chia ly của huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam nhuốm một màu bạc trầm buồn. Danh hiệu gần nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc với đội tuyển Việt Nam là chiếc vô địch năm AFF Cup 2018, tức là hơn 4 năm trước. Hai kỳ AFF Cup gần nhất, thầy trò ông Park lần lượt bị loại ở bán kết. AFF Cup 2020 và về nhì ở AFF Cup 2022. Ở cả hai giải này, đội tuyển Việt Nam đều bại trận trước Thái Lan. Nhìn trên khía cạnh tích cực, thất bại trước Thái Lan không thể che mờ được bước chuyển mình mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã góp sức tạo nên cho bóng đá Việt Nam. Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố, kể từ nay bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan nữa. Trong buổi tối cảm xúc ở sân Mỹ Đình, Nguyễn Quang Hải ăn mừng chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan với nụ hôn lên lá cờ tổ quốc trên ngực áo, nhẹ nhàng và bình thản. Nó trái ngược với màn ăn mừng đầy bùng nổ phấn khích của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở bán kết Tiger Cup năm 1998. Với đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, tâm thế trước người Thái không còn là sự sợ hãi hay tâm lý căng cứng dẫn đến những sai lầm khó hiểu. Các đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thua Thái Lan, bại trận trước Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng đó không còn là cái thua của sự run rẩy mà thua bởi cách biệt về trình độ kỹ chiến thuật vốn là những yếu tố rất căn bản của bóng đá. Hay nói cách khác là dẫu thất bại cũng phải thua theo một cách ngẩng cao đầu, chẳng bao giờ mất đi tinh thần Việt Nam. Đó là giá trị rất lớn, mang ý nghĩa trong khối di sản vô hình, lẫn hữu hình mà huấn luyện viên Park Hang Seo để lại. Một tinh thần, một tâm thế mới mà các đối thủ mạnh hơn thậm chí có thể cảm nhận được mỗi khi đối đầu với đội bóng do ông Park dẫn dắt. Tuy nhiên một thất bại chẳng làm bức tượng Park Hang Seo trong lòng người hâm mộ mảy may thêm một vết xước. Nhưng trận thua không một trước Thái Lan ở chung kết lượt về trên sân Thammasat là lời cảnh báo đầy trọng lượng dành cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất đã thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ Thái Lan thiếu phân nửa trụ cột ở giải đấu này. Đội tuyển Thái Lan không có Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Thanawat Suengchitthawoon, Supanat Moenta vẫn chơi thứ bóng đá ở thế cửa trên, áp đặt lối chơi và dồn ép toàn diện. Khác với một năm thất bại trước vốn âm ức bởi những quyết định tranh cãi của trọng tài, đội tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan áp đảo từ từ nhưng mà đầy cay đắng. Cách biệt chỉ là một bàn nhưng cứ ngỡ là không thể gỡ nổi trước chênh lệch thực sự giữa hai đội tuyển. Đó là vấn đề mà người kế nhiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo phải giải quyết. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang có lứa cầu thủ ở đội 9 của sự nghiệp. Lớn tuổi nhất có Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng đều ở ngưỡng 30. Các ngôi sao lớn lên từ ngọn lửa thường châu đều có thể chơi đỉnh cao khoảng 2 đến 3 năm nữa. Dù vậy, một số cầu thủ dường như đã đạt ngưỡng phát triển, khó bứt phá. Đáng buồn hơn có những cầu thủ vật lộn với chấn thương như Trần Đình Trọng, xa sút phong độ và không hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên để sản sinh ra một lứa cầu thủ tài đức vẹn toàn như trước kia không phải là đơn giản đội tuyển việt nam đã đi hết chặng đường thành công và có thể xuống dốc trong vài năm tới như quy luật vốn dĩ bởi nên nhớ thái lan vẫn ngự trị trên đỉnh đông nam á như một ngọn núi khó xô đổ chưa kể indonesia malaysia cũng quyết tâm đầu tư cho bóng đá trẻ đội tuyển việt nam tiến bộ đối thủ cũng không đứng yên như một dòng chảy dữ dội mọi sự ngừng lại đều đồng nghĩa bị thời cuộc cuốn phăng bóng đá việt nam không phải ngoại lệ dẫu có những đỉnh cao đáng nể thế nào nền tảng cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo không dưới một lần khẳng định thành công của ông xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có nền tảng tốt của bóng đá Việt Nam. Không phải ông Park khiêm tốn, mà đấy là góc nhìn đúng đắn khi phân tích một đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên trưởng chỉ là người tận dụng những tài nguyên tốt nhất, nhào nặn các cầu thủ giỏi nhất để tạo thành một tập thể mạnh. Thành công của đội tuyển Việt Nam trong 5 năm qua là phép kết hợp của một chiến lược ra giỏi cùng một lứa cầu thủ hay nở rộ kịp thời. Huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tự lực tạo ra cầu thủ giỏi. Đó là việc của các câu lạc bộ, hay nhìn rộng hơn là hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Để huấn luyện viên kế nhiệm của đội tuyển thành công, bóng đá Việt Nam phải sản sinh ra những cầu thủ đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ông Park để lại món quà vô giá cho bóng đá Việt Nam, đó là tâm thế cùng niềm tin vững như bản thạch, rằng nếu tìm được đúng con đường, đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên từng ấy là chưa đủ. Bởi tâm thế có thể lung lay bất cứ lúc nào nếu đội bóng Việt Nam không phát triển ở mức độ tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Trở lại với câu hỏi tại sao đội tuyển Thái Lan thành công dù vắng nửa đội hình. Hãy nhớ rằng trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan có tới 34 đội bóng chuyên nghiệp đang chơi ở Thái League 1 và Thái League 2, bên cạnh 76 đội bóng bán chuyên ở giải Thái League 3 và hàng chục đội bóng nghiệp dư đại diện cho các vùng miền khác. Với một nền tảng bóng đá chuyên nghiệp vững chãi, cạnh tranh và đào thải liên tục bóng đá Thái Lan tạo nên một tấm lưới phủ rộng cả nước để không bỏ sót bất cứ tài năng nào, đồng thời đảm bảo các cầu thủ từ trẻ đến trưởng thành được thi đấu liên tục trong cả năm. Cốt lõi thành công của Thái Lan là cách làm bóng đá bài bản, khoa học, cùng nguyên tắc lấy bóng đá, nuôi bóng đá, vẫn là ước mơ với bóng đá Việt Nam, dù đã khoác áo tấm áo chuyên nghiệp hơn hai thập kỷ. Sự bài bản của Thái Lan hay xa hơn là Nhật Bản, Hàn Quốc là hình mẫu bóng đá Việt Nam cần hướng đến nếu muốn phát triển lâu dài. Hội luyện viên Park Hang-seo đã vắt cạn tiềm lực của bóng đá Việt Nam để mang về từng ấy vinh quang. Trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện tại, để đội tuyển quốc gia tiếp tục thành công, bóng đá Việt Nam cần nguồn lực giàu có và đa dạng hơn nữa. Đó là giải vô địch quốc gia thực chiến và cạnh tranh, thay vì số đội ít ỏi và biến động như hiện tại. Hệ thống đào tạo trẻ hiện đại và phủ khắp, bên cạnh các câu lạc bộ có thể lấy bóng đá thực sự, nuôi được bóng đá, thay vì thụ động chờ đợi ở bầu sữa doanh nghiệp. Muốn bóng đá phát triển Tự thân nền bóng đá ấy phải sản xuất được những sản phẩm đủ chất lượng, bắt đầu từ các câu lạc bộ rồi đến đội tuyển trẻ để thu hút khán giả. Nhiều năm qua bóng đá Việt Nam có rất ít sản phẩm thu hút như thế. Người hâm mộ có thể hào hứng ban đầu nhưng một món ăn cứ dùng mãi cũng đến lúc chán. Bóng đá Việt Nam được nâng tầm nhờ ngọn cờ đầu mang tên đội tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Phần việc còn lại là của nền bóng đá, hãy tự lực cánh sinh có chiến lược xây dựng nền tảng đủ chắc chắn trước khi nghĩ tới tham vọng cạnh tranh cao hơn